Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Vegan Good cùng Bờ Bếp nha. Hôm nay Vegan Good sẽ giới thiệu đến cả nhà một món bánh crepe mà Vegan Good đã từng làm nhưng mà được biến tấu với cái món nhân rất là thơm ngon trong mùa hè này, đó là bánh crepe sầu riêng nha cả nhà ơi. Ok, vậy bên lề chúng ta sẽ có là 50g bột mì, một quả trứng gà, 100ml sữa tươi cùng với 1g muối, 25g bơ cùng với 10g đường và 1g vani nha các bạn ơi. Đầu tiên mình sẽ nung bơ cho chảy ra các bạn nha. Chúng ta sẽ trộn với những nguyên liệu lại vào. Tiếp theo mình sẽ đập quả trứng gà và mình sẽ khuấy đều các bạn nha. Đó, sau đó mình sẽ cho những nguyên liệu còn lại vào như sữa tươi nè, đó, bột mì, đường, muối, vani, đó, sẽ cho vào cùng mình sẽ cho bơ và mình khuấy đều, mình sẽ lọc qua rây là mình xong hỗn hợp làm cái phần vỏ bánh crepe bạn nha, y chang cái bài mình đã làm được trước, cái bài crepe trái cây đó. Ok, cũng tương tự cái bài trước, mình sẽ lọc qua tay hỗn hợp bên để khi mình đổ bánh nó sẽ mịn và thơm và ngon hơn các bạn nha, và cũng loại bỏ những cái lẫn cận của bột các bạn. Đó. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chán cái chảo mình bằng một chút xíu dầu hoặc là bơ các bạn nha, sau đó mình sẽ cho hỗn hợp bột vào, mình sẽ dàn đều các bạn nhé, cho nó kêu đủ nước xèo các bạn. Sau đó mình sẽ đẩy nó lại khoảng tầm 1-2 phút cho nó chín đều các bạn nha. Sau đó các bạn có thể lật lại đó, cho nó chín luôn, mặt còn lại luôn. Ok, sau hơn 1-2 phút thì bánh đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra các bạn nha. Mình chán đều, bánh sẽ đều nha. Rất đều với các bạn, rất mịn luôn. Mình sẽ ra mỗi bên dĩa thôi. Tiếp theo mình sẽ chán tiếp và lớp thứ hai. Lớp thứ hai này hơn mình sẽ pha với một chút nước hương lá dứa vàng màu xanh đó, sẽ lên màu rất đẹp khi mình ăn với cái phần bánh sầu riêng đó nha. Đó, mình sẽ cho một chút xíu, 1-2 giọt tinh dầu lá dứa vào sẽ lên màu rất đẹp các bạn nha. Đây cái nhà thấy đẹp không? Đó, thấy không? Mình sẽ chán thử một lớp và nó lên màu rất đẹp các nhà ơi. Sần bước luôn nha. Đây cái màu mà thường các bạn nào mà ăn hay bánh crepe ngoài á, sẽ hay dùng cái màu này á, ăn sẽ cảm giác không miệng hơn hơn là cái màu nguyên thủy của bánh crepe bạn nha. Đó. Ok, về phần nhân thì cũng giống như cái bài nhân sầu riêng trước mình làm á, thì đợt này mình sẽ sử dụng thêm cái phần whipping cream nha, mình sẽ đánh bánh bông lên cùng với chút xíu đường và cái phần sầu riêng bạn nha. Đó. Thì các bạn muốn nhiều thì cho nhiều nha, khoảng sầu riêng mình phải dùng khoảng cỡ 100g riêng 100ml cùng với 10g đường, đó, giống giống tự vậy đó. Rồi mình sẽ cho nguyên liệu mình đánh nè, đánh bông lên rồi ok, sau đó mình sẽ bảo quản cho tủ lạnh các bạn nha. Ok, với nguyên liệu mình đã đánh bông cùng với đường các bạn, đó, rất là bông mịn nha các bạn nha, chỉ cần khoảng 50 phút là chúng ta đã có với nguyên liệu đánh bông bằng máy các bạn, rất nhanh gọn luôn đó. Ok, và phần sầu riêng thì mình chỉ việc mình tách vỏ và mình sẽ quét đều, mình sẽ nghiền nó nhuyễn ra là xong các bạn nha. Đó, rất là nhanh gọn thôi. Ok, và chúng ta đã có phần vỏ bánh crepe và phần nhân sầu riêng kem tươi các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ việc mình bắt đầu mình để vỏ bánh lên rồi mình cho nhân cùng với kem tươi vào, mình xếp lại thành bánh crepe các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gấp, mình cuộn bánh crepe lại các bạn nha.
thì mình sẽ dùng cái vỏ bánh bếp, mình sẽ cho nhân với phần kem xem tươi các bạn vào ở giữa nha. Sau đó mình gấp lại hai mặt trước, sau đó mình sẽ gấp hai đầu còn lại vào là xong các bạn nha. Các bạn nhớ lưu ý mình nhẹ tay các bạn nha, để bánh rán nó không bị bể nha. Đó, mình sẽ làm gấp hai đầu kia vào trước và sau đó mình sẽ gấp hai còn lại vào. Đó, các bạn đổ bánh rán á, nếu bánh mềm á thì sẽ gấp rất là dễ nha, bạn lưu ý nha. Còn bánh mà cứng á sẽ rất dễ bị bể, các bạn lưu ý lúc mình đổ bánh rán rất quan trọng các bạn nha. Vậy là xong cái bánh rán các bạn. Rồi, ok, mình chuẩn bị cho thức nào. Ok, và chúng ta đã xong được cái phần bánh tép nhân sầu riêng kem tươi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra, mình sẽ thưởng thức bánh tép nha cả nhà ơi. Wow, cả nhà ơi xem ngon không nào. Với nhân kem tươi cùng nhân sầu riêng béo thơm, ăn cùng với bánh tép mềm mềm tan trong miệng, trời ơi quá tuyệt vời cho mình món bánh rết sầu riêng trong những ngày hè này các bạn nhé. Rồi, chúc cả nhà có phút giây thư giãn với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.